Ban tổ chức Hoa hậu Nhân ái Việt Nam vừa quyết định lựa chọn Lê Trang Ngân trở thành đại diện tranh tài tại cuộc thi Miss Petite Global Hoa hậu Nhân ái Toàn cầu 2024. Tại cuộc thi trong nước, Lê Trang Ngân đoạt danh hiệu Á hậu 1. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m45, song người đẹp đến từ Hà Nội gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, đặc biệt là sự tự tin khi xuất hiện trên sân khấu. Miss Petite Global là đấu trường nhan sắc, khuyến khích phụ nữ có chiều cao khiêm tốn trở thành hình mẫu của sự thay đổi và trao quyền. Cuộc thi đề cao giá trị giáo dục, khai thác tài năng cá nhân và xây dựng môi trường thành công thông qua sự sáng tạo, tự tin, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng. Á hậu 1 bày tỏ bất ngờ, hạnh phúc và không khỏi áp lực khi nhận được thông tin. Người đẹp sinh năm 1997 đã lên kế hoạch tập luyện với hy vọng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi sang tranh tài ở Malaysia. Cô đang trau dồi kỹ năng catwalk, giao tiếp ứng xử, ngoại ngữ và đặc biệt là luyện tập hình thể để giữ được tinh thần, sức khỏe tốt nhất. Tại cuộc thi này, cô mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của quê hương con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Người đẹp không đặt nặng chuyện phải giành được danh hiệu cao nhất mà chỉ muốn có thể vượt qua những khó khăn và chiến thắng bản thân.